Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Mãn nhãn chất quay 110 full kiển khi trang bị món đồ chơi là chất hơn nó cất. Đã không còn đại trà như đầu thế kỷ là 21. Hiện tại thì cái dòng quay 110 chỉ còn được dân chơi xe nhắm đến để thực hiện những cái bản độ theo ý tưởng riêng của mình, nhằm đem lại cái sự mới lạ, đơn giản và bền bỉ theo thời gian. Khoác cho mình cái dàn áo là xanh ngọc, tông mà đã từng đốn ngã biết bao nhiêu trái tim của những người dân Việt Nam trong những năm mà dòng xe này xuất hiện. Với cụm công tắc Hennywis, người dùng sẽ có nhiều tiện nghi hơn và được tích hợp bên trong. Điển hình nhất là cái chế độ vaccine có sẵn, tắt máy cũng nhanh chóng cùng với những số tính năng là cơ bản mà một chiếc xe cần phải có như kèn, xi nhan, tắt máy nhanh. Cái cụm cầu cũng rất đơn giản, chỉ cần cắt mũ nhẹ để không cả cấn và minh lại dây điện đã có thể dùng được ngay. Trang chân được trang bị một cốt combo heo dầu Nissin Hybrid đĩa LS, thì ta còn thấy những góc ảnh quen thuộc bộ niệm nhôm SL ASEAN được rất nhiều cái dòng xe kỹ hiện nay là ưa chuộng và giá bán cũng rất cao, đẳng cấp người chơi được thể hiện và trọng lượng cũng nhẹ, độ cứng cũng rất cao và không bị hoang rỉ. Cái điểm đập vào mắt mình ngay lập tức chính là cây phục Hollin nằm ở cái dàn chân sau, kích thước là to lớn và cái lò xo lẫn tiêu phục nên em phải khoét rộng phần mũ để không gặp cái tình trạng là cả cứng ở trên. Quay 110, con ngựa kiển ở làng sẩu dàn chân là cực bén. Cái chiếc quay 110 hay còn biết đến là quay 105 là hai mẫu xe được các biker Đức Thái là ưa chuộng dùng để đồ kiển. Rất nhiều mức độ đẳng cấp được ở đời từ cái xứ chùa vàng này. Dẫn chứng là chúng ta cùng xem qua cái chiếc quay 110 đồ kiển bên dưới đây. Xem qua tổng thể, cái con chiến mã quét cho mình cái gam màu đỏ nguyên thủy của nhãn sức, đi kèm một loạt những đổi bằng những option đồ chơi kiển giá cực cao được các lên xe một cách hợp lý, đem lại hiệu năng thụ che máy cũng như chứng tỏ đẳng cấp những dòng độ xe riêng biệt ở Thái Lan mới có. Món đồ chơi xịn đến Thái Lan sau đó được phát tán rộng rãi ở Việt Nam. Lúc này đó chính là cái điều áp y. Đối với những mẫu xe có động cơ y thì nó sẽ giúp bổ trợ khung xăng đốt tốt hơn, tránh tình trạng bị hụt. Còn xe dụng là xăng cơ thì làm kiểm là chính. Tay phanh xin được thay thế bằng cái phanh đồ chơi với cái tay cấu tạo nhôm CC. Đi kèm cũng đó là bình dầu rời, hai bên lái đắp đầy khoảng trống với gù dẹp CC. Dù không phải là mẫu thiên nhiều mật độ nhưng chủ xe đã trang bị lực cổ Hollin ti vàng để giúp chiếc xe ổn định lái khi chậm độ cao. Mẫu trợ lực này gắn lên xe không quá khó khăn, nó đã qua cái sự hỗ trợ phát nhôm xi cố định vào cái sườn và cổ. Chơi bánh căm với cái niềng nhôm ở Đức Thái là trào lưu chắc hẳn không còn lạ lẫm gì với anh em chơi xe ở Việt Nam. Nó giúp chiếc xe giảm đi trọng lượng đáng kể và tốc nhanh hơn. Hệ thống phanh được nâng cấp mạnh với đĩa đồ chơi kết hợp cùng heo Rainbow Mix qua cái sự hỗ trợ phát nhôm xi cả từ máy cho độ chính xác đi cực cao. Đi kèm đó dầu S với cái đầu nối 90 độ. Và cốc này thấy cái ông không nhớt giò đạp titan cực đẹp. Cấp zin được loại bỏ, thay đó là cấp nhôm Nox Racin chính hãng từ Thái Lan. Tái được, nó được gia công cũng sắc sảo trong từng chi tiết, đem lại cái độ kiển chỉ xế. Cây phục WS bình dầu cho độ nhúng êm ái hơn, cũng như tăng thêm độ cứng cáp cho xe. Với lò xo, ti phục thiết kế lớn zin, bộ có cấu tạo bình dầu đáp ứng được cái độ nhúng nhảy hợp lý cho mọi đội hình. Cảm ơn các bạn hãy giờ clip này để tiếp nhớ like subscribe.